Vâng, các bạn có thể nghe thấy những tiếng xe, những tiếng tiếng của xe tải, của xe ô tô nó qua trạm. Các bạn có thể thấy rằng là ở cái trạm thu phí này đang có những cái bức xúc rất là lớn. Anh em lái xe cũng kiến nghị rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa được chính quyền giải quyết, dẫn đến cái việc mà anh em cứ phải liên tục dùng tiền lẻ để qua trạm như này. Có một số những xe của các anh em thì đang là cố gắng để tạo một cái hiệu ứng trước cái việc mà trạm thu phí, thứ nhất là thu phí quá cao, thứ nhất là thu không đúng đường, đường thì làm đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng nhưng mà lại thu ở trên đường quốc lộ 5A cũ, và điều thứ hai là cái phí này quá cao, dẫn đến việc mà anh em luôn phải có những phản ứng như thế này. Chị anh ơi, copy cái đường link này vào đấy cho anh em theo dõi. Vào cái status này, copy đường link vào cho anh em theo dõi. Và mọi người mà xem thấy mà có những hình ảnh như này thì mọi người cổ vũ tinh thần cho anh em nhé. Cổ vũ bằng cách chia sẻ nhiều những cái live stream như này nhé. Vâng, tôi đang bay ngay trên chốc của cái nóc trạm thu phí. Để tôi bay lên cao để cho các bạn có cái nhìn toàn cảnh nhé. Bay đó, vừa bay vừa quay nó hơi rung một chút, mọi người thông cảm. Vâng, mọi người cùng nghe bài hát nhé. Đây BT đường 5 kìa. BT này là đường, nó thu trên đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Nhưng mà nó lại đặt trạm thu phí ở trên đường cũ. Nó giải đường cao tốc mới nhưng mà thu ở đường cũ. Vâng, trời hôm nay trời khá là mù, vừa mưa vừa sương nhưng mà khá là mù. Anh em tắt cái điện thoại đi dùng cái, kêu quá. Mọi người nhìn trong đoàn xe này, mọi người có thể biết là tôi đang ngồi trên một chiếc xe nào không ạ? Đúng, mọi người có thể phán đoán được là tôi đang ngồi trên chiếc xe nào. Đi hết rồi. Mấy đằng xe kia nó đi hết. Nam thì cũng
kệ nó, đi thì kệ nó, mình chiến thì cứ chiến thôi, tinh thần là quan trọng. Cũng đang muốn cho nó tắt lắm nhưng mà chưa tắt được, cứ phải từ từ. Mọi người xem từng làn thì sẽ biết là làn nào đang tắt. Trả phí đã phải mở chéo cả sang làn phía đối diện để cho xe đi, tại vì nếu làn bên này thì không thể đủ. Làn bên này không thể đủ, phải mở chéo bên kia, mở thêm một làn bên kia, làn ngược chiều nữa để cho xe chạy. Mọi người cố gắng chia sẻ thật nhiều cái video như này và cùng cổ vũ để cho anh em tài xế chúng tôi đang là phản ứng trước cái việc mà BOT đặt sai trạm. Vâng, trời đang rất là mù, trời vừa mưa, và cái việc mà anh em phản đối đây cũng hết sức là vất vả chứ không đơn giản chút nào cả. Mong mọi người cùng chia sẻ. Vâng, chúng ta có thể thấy những lực lượng cảnh sát giao thông, rồi cảnh sát cơ động ra dẹp đường. Vâng, chiếc xe con bên phía bên tay trái thì đứng khá là lâu rồi. Mọi người chia sẻ thật nhiều video clip này để cho tất cả mọi người cùng thấy được, cùng theo dõi được. Không biết tại sao mà anh em lại phản đối như thế. Thực ra lượng xe hôm nay cũng khá là ít cho nên chỉ chặn được có một chiều như này thôi, nhưng mà hy vọng là ngày mai thì sẽ có nhiều anh em khác hưởng ứng nữa. Hôm nay thấy bảo một nhóm như anh em bên Gia Lâm cũng xuống để tham gia với mọi người nhưng không hiểu là sao rồi vẫn chưa thấy đâu cả. Để đòi được quyền lợi cho tất cả mọi người thì chúng ta cần một cái sự đồng lòng, và nếu như không có sự đồng lòng, không có sự đoàn kết thì rất khó để đòi được. Vâng, cực chẳng đã thì người dân mới phải làm như thế này thôi, chứ cũng không phải ai cũng muốn làm điều như thế này cả. Phí xe ô tô con xe 4 chỗ là 40.000 một xe chị nhé. Vâng, muốn chơi lớn ở như miền Tây thì cũng sẽ phải cần rất nhiều người cùng chung sức và cần có một cái hiệu ứng cao. Thế mọi người muốn xem là những cái cảnh mà chơi lớn như miền Tây thì mọi người cùng chia sẻ những video như thế này đi ạ.
Vâng, mọi người cùng comment thật nhiều, cùng chia sẻ thật nhiều ạ. Vâng, xe máy phải đi cả vào giữa trạm rồi các bạn đủ biết rồi. Đến xe máy phải chạy vào giữa trạm là trạm làn ô tô để đi là các bạn đủ biết rồi. Vâng, tạm thời như thế đã, đợi một chút sau khi anh em. Vâng anh Cường ạ, à, lúc nãy đã tắc một chiều cho nên người ta bây giờ phải mở hết một chiều. Chiều đối diện người ta chỉ cho đi có hai làn, còn đến 6 làn là 2, 4, 6 làn là đi chiều từ dưới Hải Phòng lên. Chiều từ Hải Phòng lên này, đi 5, đi 6 làn, còn từ chiều từ trên Hà Nội về thì chỉ có đi có hai làn thôi. Đây là Văn Lâm Hưng Yên nha bạn, trên đường quốc lộ 5 cũ. Tạm thời tôi chia sẻ một chút vậy đã, rồi chút nữa tôi sẽ có những cái live stream tiếp theo dành cho bà con nhé. Tạm thời tôi xin dừng live stream này lại tại đây. Vâng, xin chào tất cả bà con.